Mất một răng, mất nhiều răng, mất răng nguyên hàm ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ, nụ cười và sức khỏe của bạn. Mất răng lâu ngày dẫn đến tiêu xương, xô lệch răng, tụt nướu, hóp má, ăn nhai khó khăn. Trồng răng implant là giải pháp phục hồi răng mất tiên tiến nhất hiện nay. Không xâm lấn răng khác, không rạch nướu, hồi phục nhanh chóng, tự nhiên như thật. Các bước trồng implant. Đừng để mất răng cản bước cuộc sống. Nếu bạn hoặc người thân đang gặp phải tình trạng mất răng, hãy đến nha khoa Hạnh Nguyên để phục hồi răng mất kịp thời.